Xin kính chào quý bạn và các vị. Lần trước mình đã có một video so sánh giữa LG G4 và Optimus G. Trong video này mình sẽ giải đáp các bạn một câu hỏi mà nhiều bạn comment trong video đấy. Đó là sự khác biệt về hiệu năng giữa hai thế hệ này qua 4 đời rồi thì có quá nhiều hay không? Mình muốn gửi lời cảm ơn tới Di động Thông minh đã cho mình mượn sản phẩm để thực hiện video này. Nếu các bạn muốn sở hữu cho mình một chiếc LG Optimus G với mức giá phải chăng và cấu hình cực kỳ cao, hàng mới, các bạn hãy đến với cửa hàng Di động Thông minh có mặt tại Hà Nội, Đà Nẵng cũng như thành phố Hồ Chí Minh. Điều đầu tiên thì mình sẽ cùng các bạn xem qua cái thông số cấu hình trên hai chiếc smartphone này đã. LG Optimus G nó là một trong những sản phẩm có cấu hình cực kỳ cao vào thời điểm 2012. Khi sử dụng cho mình là màn hình HD 720p, chip xử lý Snapdragon F4 Pro và chúng ta sẽ có 2GB RAM. Ngoài ra thì sản phẩm này hiện nay thì đang chạy Android 4.4.2. Đây là phiên bản chính thức của chiếc máy mà mình đã nâng cấp OTA lên. Máy tại Di động Thông minh là máy mới và các bạn mua về là 4.1 có thể nâng cấp trực tiếp lên 4.4.2 hoàn toàn bình thường. Còn bên tay trái với chiếc LG G4 thì nó chạy Android 5.1 rồi, phiên bản Android mới nhất. Ngoài ra đang sử dụng màn hình độ phân giải lên tới 2K. Hiện nay máy đang chạy Snapdragon 808 và nó có 3GB RAM. Chênh lệch giữa hai sản phẩm này về cấu hình là quá lớn. Vậy thì để xem sản phẩm nào sẽ nhanh hơn và khả năng chạy đa nhiệm tốt hơn. Chúng ta sẽ cùng tắt và reset lại hai chiếc máy. Sau đó mọi người sẽ cùng nhau thực hiện bài speed test. Thì lần này mình sẽ quay lại cái phong cách cổ điển một chút để chúng ta sẽ cùng nhau thử xem là máy nào sẽ nhanh hơn hay không. Như vậy chúng ta đã hoàn thành xong bài speed test và các bạn dễ dàng nhận thấy là chiếc LG G4 nhanh hơn và khỏe hơn về mọi mặt so với chiếc Optimus G. Về phần tốc độ là vòng đầu tiên thì nó chỉ mất có 1 phút 05 giây. Trong khi đấy với việc xử lý F4 Pro, chiếc máy kia phải mất cùng thời gian mà LG G4 hoàn thiện tất cả các vòng là lên tới gần 1 phút 30 giây. Và khi mà load lại game và ứng dụng chúng ta thử khả năng đa nhiệm thì mình muốn dành một lời khen ngợi dành cho Optimus G. Khi mà sản phẩm từ năm 2012 chỉ với 2GB RAM, nó chỉ load lại đúng một tựa game duy nhất, đó là Arfan 8. Tại vì thực ra khi mà hệ thống nhận ra có quá nhiều game ứng dụng chạy nên, nó bắt buộc phải giải phóng cái nào mà chiếm nhiều RAM nhất. Và tất cả những game ứng dụng còn lại thì không phải load lại. Đây là mình điểm cho rằng thời điểm hiện tại chiếc Optimus G nếu các bạn bỏ ra chỉ có hơn 3 triệu, mua nó là quá hợp lý. Nó có hiệu năng và cấu hình quá khủng. Thẳng thắn ở phân khúc này, những cái vi xử lý giá rẻ mới không bao giờ ăn được chip F4 Pro vẫn là một huyền thoại vào cái thời điểm mà nó ra mắt. Và cái cấu hình cũng như hiệu năng của nó rất là mượt mà. LG Optimus G cũng có một cộng đồng hỗ trợ rất đông, đã có những bản ROM 5.0 thuần Google chúng ta trải nghiệm. Như vậy mình hoàn thành xong bài so sánh hiệu năng về Optimus G và LG G4. Các bạn cảm thấy hữu ích đừng quên like, share với bạn bè. Cảm ơn cửa hàng Di động Thông minh một lần nữa đã cho mình mượn sản phẩm để thực hiện video này. Nếu các bạn muốn mua Optimus G hay là những sản phẩm sách tay Hàn Quốc, hãy đến với chuỗi cửa hàng uy tín Di động Thông minh chuyên cung cấp sản phẩm sách tay đến từ Hàn, có mặt tại Hà Nội, Đà Nẵng cũng như thành phố Hồ Chí Minh. Hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.